Với một con người đam mê núi đồi như em thì đi một nơi thôi chắc chắn sẽ chưa muốn về rồi. Nên lần này em đi du lịch hẳn 3 nơi, Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên với lịch trình 2 ngày 1 đêm cho đã đời luôn các bác ạ. Ngày 1 thì 6 giờ sáng xuất phát từ Hà Nội đến Mộc Châu. Trên đường đi các bác có thể nghỉ chân ở ven đường Thông Khê. Tại đây thì các bác tham gia vào phiên chợ nhỏ trên đèo Thông Khê, mua sắm rồi tranh thủ lần này check in tại đèo Đá Trắng nha. Khung cảnh hùng vĩ nơi đây được ca ngợi là châu Âu của hòa bình đó các bác ạ. Sau đó thì mình tiếp tục di chuyển đến thị trấn Mộc Châu. Khoảng 12 giờ tới nơi, các bác dùng bữa trưa luôn tại nhà hàng, phương nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi xíu nha. Đến 2 giờ chiều thì lên đồ đi chơi thôi. Để đến hoa thích đầu tiên là đồi chỉ trái tim, màu sắc xanh biếc bao la của đồi chỉ sẽ cho các bác những bức ảnh check in cực xinh luôn. Sau đó mình tranh thủ ghé qua thung lũng mận Khà Na, những bông hoa mận nở trắng đầy thơ mộng ảo diệu luôn. Tối đến thì mình dùng bữa tại nhà hàng rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong thì chuẩn bị một outfit thật xinh để bắt đầu lên đường đến Điện Biên thôi nào. Trên đường đi thôi mà em đã không khỏi rơi mắt với cảnh đẹp núi rừng Tây Bắc ở làng chài ven bờ sông Đà. Đi qua đèo Phà Đin cảm giác đã lắm luôn các bác ạ. Đây là một trong tứ đại đỉnh đèo, những đường đèo dài và hiểm trở nhất của Việt Nam. Di chuyển nhiều thì cũng đói bụng rồi. Đến 12 giờ trưa tấp vào nhà hàng dùng bữa trưa. 1:30 chiều đến Điện Biên là em phải đi thăm ngay những địa điểm nổi tiếng như bảo tàng Điện Biên Phủ, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, hầm đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những địa danh này vẫn còn mang đầy dư âm oai hùng của cuộc chiến mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc. Xong xuôi thì các bác ăn tối và tham gia giao lưu văn nghệ tại bản mệnh bản của người Thái và những trải nghiệm cực vui. Giờ mình chuẩn bị đồ trở lại thủ đô thôi. Đi tour này về xong em ưng ý lắm luôn các bác ạ. Vừa được đi bao nhiêu là địa điểm thú vị, vừa săn được bao nhiêu là view núi đồi tuyệt đẹp, nên các bác cứ yên tâm và đến trải nghiệm nha.